Bệnh viện truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, những ngày gần đây lượng người đến hiến máu tình nguyện sụt giảm, dẫn đến nguy cơ báo động về thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác điều trị tại các bệnh viện. Trong 7 ngày tới, kho dự trữ máu của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm đến ngưỡng báo động và rơi vào tình trạng khan hiếm máu, dễ dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu. Ghi nhận trong nửa cuối tháng 3, lượng máu hàng ngày các điểm hiến máu tiếp nhận chỉ đạt 50% lượng máu phát ra. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 đến nay, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10%. Số lượng người đến hiến máu chỉ dao động từ 10 đến 50 lượt trên một điểm hiến một ngày. Bệnh viện truyền máu huyết học đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo vận động hiến máu có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và Hội chữ thập đỏ 24 quận huyện tiếp tục duy trì các tour hiến máu lưu động đã đăng ký theo lịch. Các ban ngành đoàn thể tích cực phối hợp cùng tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo.